Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đau răng đến mấy cũng khỏi ngay tức khắc mà không cần dùng thuốc kháng sinh. Những cơn đau nhức răng làm bạn khó chịu, nhất là khi ăn uống những món khoái khẩu hay là ăn kem lạnh tuyệt hảo. Vậy thì bạn không thể bỏ qua cách chữa đau răng hiệu quả đơn giản ngay tại nhà. Bạn sẽ không còn phải đau đầu với vấn đề làm sao để hết nhức răng. Tỏi thì có chứa rất nhiều chất kháng sinh acylin, có công dụng diệt khuẩn và sát trùng, chống viêm nhiễm. Cách chữa nhức răng bằng tỏi tiết kiệm mà rất dễ thực hiện. Muối thì là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp gia đình. Thành phần có tính sát trùng, giảm đau, sử dụng muối được xem là cách chữa đau răng tại nhà cực hiệu quả. Như vậy, tỏi và muối là hai nguyên liệu mình sẽ sử dụng trong phương pháp chữa đau răng ngày hôm nay. Bạn chuẩn bị khoảng 4 đến 5 nhánh tỏi và một thìa muối trắng. Cách các bạn thực hiện phương pháp này như sau. Tỏi thì bạn bóc sạch phần vỏ ngoài đi. Sau đó chuẩn bị dụng cụ giã, bạn giã nhuyễn tỏi ra. Khi tỏi đã được giã nhuyễn, bạn múc ra một cái bát. Tiếp theo bạn cho vào bát tỏi nửa thìa muối trắng. Giờ thì bạn trộn đều hai nguyên liệu tỏi và muối trắng lên. Như vậy, rất nhanh mình đã thực hiện xong và đây là hỗn hợp mình thu được. Cách sử dụng hỗn hợp này để chữa đau nhức răng như sau. Trước hết, bạn sẽ súc miệng sạch với nước. Sau đó lấy hỗn hợp vừa thực hiện được đắp trực tiếp lên vùng răng bị đau nhức. Tiếp theo, bạn ngập chặn hỗn hợp trong khoảng 1 đến 2 phút. Với phương pháp này, các bạn nên kiên trì thực hiện đều đặn mỗi ngày 2 lần, giúp giảm nhanh các cơn đau nhức. Bên cạnh đó, việc chữa đau răng còn phụ thuộc vào cách chăm sóc răng miệng. Đây là cách giúp răng chắc khỏe tốt nhất. Chải răng thường xuyên vào buổi sáng và tối. Chải răng đúng cách bằng bàn chải lông mềm. Dùng kem đánh răng có chứa phờ lo để giảm được khả năng sâu răng tới 30%. Lấy cao răng định kỳ 6 tháng một lần cũng giúp giảm tới 90% các bệnh lý về răng miệng. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!